Vâng, xin giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn. Đây là vườn hoa mẫu đơn của anh Tiến. Anh Tiến Trà. Anh có cái biệt danh là ông vua hoa mẫu đơn của Việt Nam. Một trong những người sở hữu những cái tác phẩm hoa mẫu đơn nhiều nhất đất nước. Và thời điểm này là vườn mẫu đơn của anh Tiến đang ra rất là nhiều hoa. Rất là đẹp, rất là rực rỡ. Tôi lại quay trở lại và tôi review, giới thiệu với quý vị và các bạn cái vườn cây của anh Tiến đây. Đây quý vị và các bạn có thể thấy là những tác phẩm hoa mẫu đơn đang đơm hoa rất là nhiều. Đây quý vị. Thời kỳ đến thời điểm này là coi như là cái thời điểm mà rực rỡ nhất của đấy, rực rỡ nhất của cái cây hoa mẫu đơn. Hoa bông rất là to. Đây quý vị ạ. Đây là những cái cây mẫu đơn tầm trung. Cây một thân. Lâu lâu rồi tôi không qua vườn anh Tiến thì thấy có một cái sự đổi thay rất là lớn đấy. Vừa rồi thì anh ấy làm lại toàn bộ cái khu này. Anh ấy làm lại toàn bộ cái khu giữa vườn. Đây quý vị ạ, khu giữa vườn này anh ấy làm một cái lầu trà. Anh ấy làm một cái lầu trà. Đó. Vị thấy không ạ? Đấy, có một cái lầu trà, một cái sân anh ấy đổ ở đây thì mùa hè ngồi ở ngoài rất là mát, mưa thì vào trong cái lầu trà kia. Anh ấy bài trí các cái cây hoa, cây cảnh như là một cái kiểu sân vườn của Nhật đấy quý vị ạ, trông rất là đẹp. Đợt này thì mẫu đơn này đang rất là rực. Vâng, còn đây là những cái cây hoa mẫu đơn lớn. Những cái cây đại đấy. Quý vị ạ. Cây này là những cái cây rất là cao, rất là to. Quý vị thấy không ạ? Hoa nở rất là đều, đẹp, bông to. Đến thời điểm này thì vẫn có thể khẳng định rằng là cái số lượng hoa mẫu đơn của vườn anh Tiến là nhiều, số 1 Việt Nam. Anh ấy có 5 vườn nữa cả quý vị ạ, chứ không phải là mỗi cái vườn này đâu ạ. Có 5 vườn. Hoa mẫu đơn. Rực rỡ. Vâng, đi về bên sâu trong vườn quý vị ạ. Thì tất cả những cây ở bên trong sâu trong vườn cũng nở rộ rất là rực rỡ. Phải nói là choáng ngợp luôn quý vị ạ. Rực rỡ, đẹp, mỹ mãn luôn ạ. Đây, ví dụ như cây này thì anh ấy đã giao lưu rồi nên anh để vào đây là đã bán, để cho quý vị dễ phân biệt được những cây giao lưu và những cây chưa giao lưu. Rất là đẹp. Cây này thì nở hoa lên đẹp như vậy thôi, còn những cây nó chưa nở hoa thì mấy hôm nữa nó nở ra cũng sẽ rất là rực rỡ. Đây, giới thiệu với toàn thể quý vị và các bạn.
Hôm nay vợ chồng anh tiếp khách quý ở anh Tiến à. Anh giới thiệu với quý vị là toàn người nhà, người địa phương, người cùng huyện. Vâng. Em ấy tưởng là hôm nay mát mẻ ra chơi. Em ấy tưởng là khách sộp của anh. Khách sộp. Nhiều lúc cũng phải thảnh thơi, nhiều lúc cũng phải coi như là nghỉ ngơi chứ ông em ạ. Vâng, ngồi lúc nào cũng đếm với cả lúc nào cũng làm công tác vất vả như em ấy ngồi mấy mà để đâu hết tiền. Ngồi ở đây cảm giác thế nào anh? Mát không? Ngồi đây thì cái nhất là không những mát nhưng mà no nhiều hơn mát. Nó thư thái đúng không? Chị trà. Bây giờ mát là phải có các bạn gái thì nó mới mát, em phải chưa? Chị trà nhà anh nhà này hơi bị xinh đấy. Chị đẹp chị đấy. Bình thường thôi. À. Chị lúc nào cũng cứ chất chất này thôi. Vợ anh cứ chất chất thôi. Nói để em biết là vợ anh nó đúng ra là nếu mà chân mà dài thì anh cho đi thi hoa hậu. Xinh gái hết rồi, nhưng mỗi cái là chiều cao hơi khiêm tốn. Chị trà này ấy này, chị trà này có giọng nói phải nói là hơi ngọt hơn cả mía, cho nên là ông Tiến là ấy. Ông Tiến là ngày xưa là chắc là thiết tha và gọi là mùi mẫn với cái giọng nói của chị trà lắm đấy. Anh thì cũng nói để cho mạnh và mọi người biết là thực ra là người ta nói là đẹp trai không bằng tài tán ngày xưa. Nếu nói về cái độ tán gái của anh thì chắc là so sánh được cái ngày nào, ngày nào ấy đúng không, ngày nào cứ ăn, ngày nào ăn cơm xong là lên nhà chị đúng không? Chị là anh ấy là anh bắt cóc chị. Đấy à? Không phải là anh đi tán chị đấy. Anh tán mỗi một đường thôi đã đổ rồi. Thế chị trà là ấy à? Chị trà là cũng cùng xã với anh Tiến à? Chị cùng làng cùng xã mà. Thế, ui lại cùng làng nữa cơ. Ừ. Cùng làng thế thì ông nào vào được nữa, thả nào ông Tiến kia ông ấy chơi bài cao tay đấy. Nhưng mà chú nhìn thấy vợ anh xinh thì điều đương nhiên là nhìn có trông có đẹp đôi hay là đúa lệch không? Thì tất nhiên anh cao to nha chị, chẳng qua là nhỏ thôi chứ còn đâu thì thế thì anh mới dễ bế. Đúng không? Hôm nay sao chú, hôm nay là chú đến vườn anh thì chú nào chú quay mẫu đơn rồi chú giới thiệu cho mọi người biết là cái giống mẫu đơn rồi cây mẫu đơn của anh ra làm sao cho nó rõ ràng nhá. Vâng. Mọi người mà có thắc mắc cái gì thì em cho cái số điện thoại lên trên cái màn hình cho nó to rõ ràng ra. Vâng. Để cho mọi người, người ta liên hệ với anh thì có cái gì cần giúp đỡ hoặc là cần giải thích về cây mẫu đơn ý thì anh sẽ hết mình thôi. Vâng. Ok chú anh. Chú làm công việc này ý, thì chú phải thật là rõ ràng. Vâng. Đừng để cho người ta đi tìm anh, người ta cứ đi về Văn Giang xong người ta đi tìm anh thì biết tìm nơi đâu. Tìm anh cũng kẻ thì chi. Vâng, chú ok. Hiểu chưa? Ok anh. Thế thì cả chú phải khuyến cáo cũng như nói mọi người là trước khi về đến muốn về thăm vườn mẫu đơn hoặc là muốn mua cây mẫu đơn, muốn tìm hiểu cây mẫu đơn thì cứ gọi điện cho cái ông Tiến. Vâng. Cho anh này. Vâng, phải gọi điện đi, đừng đi tìm anh. Bởi vì ở cái xã anh nó khoảng độ mấy chục người tên là Tiến cơ. Vâng, vâng. Thế đâm ra là tức là người ta nhiều khi chắc là người ta lại sợ ấy, ngại gọi điện cho anh nên là người ta cứ đi tìm. Không, lên nói với mọi người là lên gọi điện cho anh. Vâng. Trước khi đi về hoặc là về đến nơi hoặc là gọi cho anh lúc nào được, vì anh thì bây giờ chỉ ăn với cả ngồi cho đợi khách đợi điện thoại cũng làm. Vâng, ok anh. Tuyệt vời. Đợt này mẫu đơn của vườn nhà anh nở hơi bị rực rỡ đấy anh Tiến ạ. Tuyệt vời đấy. Đúng rồi, đợt này thì bắt đầu nó lại ra cái lứa hoa mới. Vâng. Thì anh chị cứ ngồi uống nước nhá để em lại quay cho quý vị và khán giả xem nhá. Ok. Chưa, em hôm nay em đi thẳng đường ấy, em lạc vào đây. Đi lạc vào đây. Em thấy biển Tiến Trà to luôn, đúng không? Đấy, giới thiệu với quý vị đây là một cái anh khách. Hôm nay là anh qua vườn của anh Tiến để anh thăm cái vườn mẫu đơn của anh Tiến đây và xem là có ít cây nào mà gọi là hợp nhãn nên là anh ấy sẽ giao lưu. Thế là anh đi một mình thư? Vâng. Đi mỗi mình. Chú này chú yên tâm. Hôm nay là vợ anh là cũng ra mấy cái chỉ tiêu từ sáng rồi chưa tâm sự được với ai. Riêng hôm nay là anh sẽ vui hơn hôm qua. Riêng ngày hôm nay là anh sẽ coi ưu ái tất cả mọi người, nhất là chú. Hôm nay chú mua, chẳng hạn chú mua cây nào là anh sẽ lấy cái giá ưu ái nhất. Bởi vì nó là những ngày đầu tháng.
Nhưng anh mua nhiều thì làm sao? Nhiều thì càng ưu ái đúng không? Em cứ mua 10 cây anh tặng cho chú cây. Rồi đấy nhá, hôm nay tặng 1 chậu. Hôm nay lên, hôm nay lên sóng rồi, anh cứ chơi những cây to là ông ấy lỗ. Không lỗ. Không phải lo, nhà mình rất là nhiều mà. Tức là đây là nhà mình sản xuất ra. Anh phải nói thật với chú, riêng cái vườn này của anh là ngày hôm qua anh cho các bác thợ đếm của anh là riêng cái vườn này không là hơn 1.000 chậu. Toàn những cây chậu to đấy. Tức là nuôi từ nhỏ đến lớn, tức là em đi vào đây em nhìn thấy đẹp. Anh em bảo anh Tiến là bây giờ cứ khách hàng mà đến mua là cứ mua một cây tặng một cây. Vâng. Tặng một cây thì nghe nó quá. Mua một cây tặng một cây thì quá ưu ái rồi. Một cây to tặng một cây nhỏ. Quá hợp lý làm gì nữa. Nhiều cây như thế. Anh em rất muốn là lên có ông anh ở trên Thái Nguyên ấy. Ý thức là anh ấy là chuyên về cái đá quý hoặc anh và cũng có lần là mình đã hẹn rồi nhưng mà chưa Tân ạ. Dũng Tân ấy. Rất muốn là có một cái dịp nào đấy sẽ lên chơi với anh ấy, sẽ mời anh ấy về vườn. Để giao lưu về trên vườn của bác ấy thì bác ấy toàn tùng với cả tùng với sung. Sung thôi. Mà anh chưa thấy là có nhiều cái mẫu đơn. Anh rất muốn là có một dịp nào đấy sẽ lên có thăm khi anh mang ít lên đấy đặt trên đấy họ hay đến tìm phim chụp ảnh lắm. Đúng không? Hay đến cái điểm của anh ấy là cái điểm du lịch xe và điểm du lịch nha. Anh mang một số cây đẹp lên đấy là sẽ đâu không có khả năng là trong cái tháng này anh sẽ lên bởi vì anh cũng đã đi lên liên lạc với anh ấy rồi mà thì sẽ một ngày gần nhất sẽ lên anh ấy chơi cho nó là anh em giao lưu. Đúng rồi, vườn ý ấy đó, vườn ý mà đặt ít mẫu đơn mà đẹp đấy. Đúng rồi. Hôm nay em nghe anh nói em mới thấy đấy, em mới thấy nó cũng hợp lý đấy. Bởi vì vườn ý cái khu du lịch của anh ấy rất là rộng. Vâng. Mà hai là cái du lịch thì đa phần vào những ngày hè nóng mà cái giống này thì nó sinh trưởng vào mùa hè. Vâng. Nó nở hoa màu đỏ thì anh thấy rất hợp lý. Và em ở chỗ nào Thái Nguyên? Em ở sông Công ạ. Gần chỗ nhà. Nhưng mà chắc hôm nay ấy chứ nhỉ? Hôm nay anh xuống đây anh lấy chắc lấy hàng gì nó tiện rẽ vào em đây à? Chở hàng xuống công ty dưới này xong rồi em rẽ vào đây. Vâng. Em uống nước đi, uống nước đi xong là em xem ưng thế nào và em xem thế nào anh nói. Vâng. Thôi cứ để cho anh ấy đi ngắm đi đã. Thăm vườn đi. Không là tí nữa có anh cứ yên tâm là hôm nay là em ở đây là em quay một cái đoạn clip ngắn này là kiểu gì anh ấy cũng sẽ ưu ái nhất đấy. Có duyên này và tí có duyên được gặp em.